Xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vinetix của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt sách điện tử, các bộ sách của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Như vậy chúng ta có thể kích hoạt được bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Để làm được như vậy, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào địa chỉ https://hanh-trang-số.nhaxuatbangiaoduc.vn. Sau đó các bạn sẽ click vào mục đăng ký. Tại đây chúng ta sẽ nhập các thông tin như sau. Chúng ta là học sinh hay giáo viên. Ví dụ như đây tôi là giáo viên chẳng hạn. Chúng ta sẽ nhập các thông tin. Địa chỉ email. Chúng ta sẽ đặt mật khẩu. Và đối với mật khẩu chúng ta nên đặt trên 8 ký tự và có cả chữ in hoa, in thường, các ký tự số và ký tự đặc biệt. Sau đó các bạn sẽ click vào mục đăng ký. Tại đây các mục đánh dấu màu đỏ chúng ta bắt buộc phải nhập. Sau đó chúng ta sẽ click vào mục hoàn thành. Như vậy chúng ta đã cập nhật thành công. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kích hoạt sách điện tử. Các bạn sẽ lựa chọn khối lớp, từ khối lớp 1 tới khối lớp 12 ở đây. Ví dụ như tôi kích hoạt sách lớp 6 chẳng hạn. Tiếp theo các bạn sẽ lựa chọn bộ sách chúng ta muốn kích hoạt. Ở đây tôi sẽ kích hoạt bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và môn tin học. Đây, chúng ta sẽ click vào. Để kích hoạt bộ sách này, các bạn sẽ click vào mục kích hoạt. Nhập mã kích hoạt ở đây. Mã kích hoạt này các bạn sẽ cào nhẹ ở phần mã kích hoạt ở phía sau cuốn sách của chúng ta. Sách của tôi sẽ có mã như sau. Chọn bộ sách cần kích hoạt. Ở đây tôi sẽ kích hoạt bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Chọn lớp. Lớp 6. Ví dụ như tôi sẽ kích hoạt sách Tin học 6 chẳng hạn, ta sẽ chọn kích hoạt. Khi đó chúng ta sẽ nhận được thông báo, bạn có chắc chắn chọn cuốn sách này để kích hoạt. Mã kích hoạt được sử dụng để kích hoạt tối đa 3 lần. Nếu đã chắc chắn, chúng ta sẽ click vào mục kích hoạt. Như vậy, chúng ta đã kích hoạt sách Tin học 6. Các bạn làm tương tự đối với các cuốn sách khác. Sau đó, các bạn có thể click vào mục tải xuống. Chọn lưu tập tin, chọn OK. Như vậy, tôi đã tải về cuốn sách Tin học 6 để chúng ta có thể sử dụng offline. Hoặc các bạn cũng có thể đọc sách trực tuyến ở đây. Các bạn sẽ click vào. Tại giao diện đọc sách trực tuyến, các bạn sẽ có các chức năng như sau. Thứ nhất đó là mục lục. Như vậy chúng ta sẽ có mục lục ở đây để các bạn có thể truy cập nhanh đến một vị trí bất kỳ ở trong cuốn sách. Xem trang trước, trang sau,
hoặc chúng ta có thể nhập vào một trang bất kỳ ở đây. Ví dụ như tôi truy cập vào trang 40 chẳng hạn. Như vậy chúng ta đã truy cập vào trang 40-41 ở đây. Trang trước. Trở về đầu. Di chuyển đến trang cuối cùng. Chức năng phóng toàn màn hình. Như vậy với chức năng phóng toàn màn hình, chúng ta có thể dễ dàng quan sát được cuốn sách của chúng ta. Với sách điện tử, ngoài chức năng đọc thông thường, chúng ta cũng có thể click vào các biểu tượng ở đây. Ví dụ như thực hành định dạng văn bản. Thực hành định dạng văn bản. Ở bài thực hành này, ta sẽ sử dụng phần mềm Microsoft Word để soạn thảo một văn bản. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. 1. Khởi động phần mềm. Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm trên màn hình nền. Nhập nội dung văn bản. Chọn Insert hoặc Picture để mở hộp thoại chèn ảnh. 2. Căn lề văn bản. Để thực hiện căn lề, em làm như sau. Chọn dòng tiêu đề. Cảm nghĩ về nhóm bạn thân lớp 6A. Hình ảnh và dòng. Tớ là An. Nháy chuột vào thẻ Home và chọn nút căn lề giữa. Ta có kết quả như sau. 3. Chọn hướng trang, lề trang. Giả sử em muốn chọn hướng trang là hướng đứng hay portrait. Mẫu đặt lề trang là normal. Em thực hiện các bước sau. Nháy chuột, chọn Page Layout. Tìm Page Setup. Nháy chuột, chọn Orientation. Và chọn hướng trang đứng, Portrait. Nháy chuột, chọn Margins. Và chọn mẫu đặt lề trang là Normal. 4. Lưu tệp. Chọn File hoặc Save. Để lưu tệp văn bản với tên là Cảm nghĩ về bạn .docx. Như vậy chúng ta có thể xem lại, tăng giảm âm lượng hoặc tải về và chức năng quay trở lại. Tiếp theo chúng ta có thể sử dụng các chức năng khác như luyện tập, chọn khối lớp, chọn bộ môn. Chức năng thư viện. Chọn khối lớp. Như vậy chúng ta sẽ có thư viện video ở đây. Đây là những thư viện rất hữu ích. Trang cá nhân. Như vậy ở trang cá nhân của tôi mới kích hoạt một quyển sách ở đây. Như vậy tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách kích hoạt sách điện tử, các bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.